sẽ nói đây là sân chơi đầu tiên tại Việt Nam dành cho tất cả các bác tài. Bác tài xem công nghệ, bác tài công minh, truyền thống, bác tài nào chơi cũng được hết. Chúng tôi muốn kết nối tinh thần các bác tài lại với nhau để cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau, để cùng chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngày hôm nay chắc chắn hai đội chơi đang chuẩn bị tinh thần rất là cao để giành lấy những giải thưởng của chương trình. Và bây giờ chúng ta chào đón đội liên kết. Xin chào mọi người, mình tên ông Kiến Văn. Xin chào mọi người, tôi là Hồ Duy Hạnh. Em tên là Nguyễn Thị Kim Tiết. Hôm nay tham gia chương trình để quyết tâm chiến thắng. Và đội thứ hai là đội Thần Thái. Xin chào chương trình, tôi tên là Nguyễn Đức Trung. Xin chào chương trình, tôi là Trần Thiên Phượng. Xin chào chương trình, tôi tên là Phạm Hồng Minh, tôi là bác tài. Hôm nay tôi đến chương trình này để chúng tôi chung sức để chiến thắng. Chào hai đội chơi, chúng ta sẽ giao lưu với đội liên kết. Chào bác tài. Xin chào anh Quyền Linh, chào khán giả trường quay ạ. Em tên ông Kiến Văn, em nhà ở quận 1. Rồi giờ chạy xe ôm là khu vực nào? Ở khu vực trung tâm thành phố là. Chúng ta trong cuộc sống thì có thể gặp rất là nhiều cái khó khăn. Vậy thì bạn làm gì để vượt qua những khó khăn đó? Dạ thì cuộc sống thì khó khăn, thành ra thúc đẩy cái bản thân mình phải cố lên để vượt qua thôi. Dạ. Bạn thích điều gì nhất trong cuộc sống? Mong muốn nhất là mọi thứ suôn sẻ để mình có thể lo gia đình mình được. Rồi không thích gì? Dạ nói chung là không thích những cái lúc mà gặp trở ngại để cản trở cái sự nghiệp của mình để lo gia đình. Rồi cảm ơn bạn. Dạ. Mong rằng những điều đó mãi mãi bên mình nha. Rồi cảm ơn. Chào em anh Quyền Linh và đội chơi. Em tên là Hồ Duy Hạnh. Em năm nay 41 tuổi, đến từ huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Có bao giờ mình gặp những người khách khó tính chưa? Trời bị hoài anh. Nếu khách khó tính quá thì mình làm gì? Thì phải năn nỉ, ráng mà chiều người ta chứ sao. Tại vì mình cái công việc của mình kiếm sống bằng nó, cho nên mình phải ráng chịu. Dạ. Đi có kể chuyện cho khách là nghe không? Em kể tứ lung tung hết trơn. Anh kể chuyện gì cho khách nghe? Ví dụ như em chạy xe như thế thì có những cái tình huống mà em gặp khách á, cũng như là lần đầu tiên em vô chạy ráp được 3 ngày đầu tiên thôi. Em gặp một cái chuyến xe này rất là hay là như thế này. 11 giờ rưỡi lúc đó em chuẩn bị ăn cơm. Thì em vô quán em ăn cơm rồi thì em không biết đường tắt máy, dạng như mình mới chạy không biết đường tắt máy. Không phải không biết mà mình để luôn, mình nghĩ nó không có nổ, chưa nắng nó không nổ. Ai ngờ nó nổ lên cái cuốc xe 12.000. Xong rồi cái mấy người bạn đồng nghiệp của em ngồi ăn cơm chung, nó kêu anh bỏ cho nó trôi luôn đi, anh ăn cơm đi thì sao anh không tắt máy mà anh mở máy. Em mới nói thôi lỡ rồi, mà trong bụng thì cũng muốn để cho nó trôi luôn, nhưng mà nếu mà bỏ trôi là sai lầm. Là sao? Là khi em tới nơi mà cái cô bé đó, em vừa tới nơi em rước cô bé đó thì em điện 4 cuộc điện thoại, tốn 4 cuộc điện thoại. Bắt đầu cái lát nữa cô bé đó xuất hiện ra, lúc đó em mới thấy hối hận với cái suy nghĩ của mình. Có nghĩa là cô bé đó đi bằng hai cái đầu gối, họ bị tàn tật đó anh. Là từ đó về sau là em hứa với lòng không để trôi bất cứ cuốc xe nào. Có nghĩa là mình đâu có biết, là mình chưa thấy cái hoàn cảnh đó, mình chưa biết đằng trước mình nó là cái gì. Cho nên từ đó về sau em bất cứ cuốc nào em cũng nhận, cuốc nào em cũng chạy. Dạ. Hay, câu gì mà hay. Rồi, cảm ơn em, đó là lòng tốt. Chào bác tài nữ. Em xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyết. Năm nay em 40 tuổi. Chạy xe mình nhỏ con có gặp người nào tay cao lớn rồi ngồi chở nổi không? Dạ nổi. Chở nổi luôn hả? Dạ. Có bao giờ gặp ông nào xỉn chưa? Dạ xỉn thì em không có chở. Sao em biết họ xỉn mà không chở? Dạ đi ra có mùi men. Nghe mùi là không chở luôn hả? Dạ. Cái sợ nhất lo lắng nhất trong lúc em chạy xe là gì? Dạ bị tai nạn. Tai nạn. Vậy thì ta làm gì để tránh những cái tai nạn rủi ro trong lúc chạy dạ, xe? Dạ em chạy xe cẩn thận. Cẩn thận. Dạ. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với đội bên đây. Rồi chào bác tài đẹp trai. Trời ơi. Trai nha. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào mọi người trong khán phòng chương trình. Xin chào bác tài. Em tên là Hoàng Minh. Năm nay em 38 tuổi. Em là người Sài Gòn. Và công việc của em hiện tại là xe ôm công nghệ. Ngày em chạy mấy tiếng? Dạ em phần đông là em chạy đêm nhiều hơn là chạy ngày ạ. Ban đêm chạy mệt quá. Dạ ban đêm chạy nó mát hơn nhưng mà lượng khách thì ít hơn anh ạ. Em có gia đình chưa? Dạ em có gia đình rồi, có một vợ và một bé 4 tuổi. Rồi công việc như vậy thì nó ổn định không em? Dạ em chạy vậy thì nó cũng ổn định và vợ em là một người rất là hiểu em. Với một cái người đẹp trai thế này, đôi khi chở một cô gái rất là xinh đẹp, em có bao giờ động lòng một cái gì chút gì đó, có cảm giác cảm xúc mình nó lung lay gì chưa? Dạ có, đôi khi có nhiều người khách mà ở trong quán bar đi ra rất là đẹp, rất là xinh. Nhưng mà lúc đó trong đấy lòng em nhớ đến con em và nhớ đến tình cảm vợ em, từng chén cơm, từng cái áo giặt cho em.
nên em rất là thương vợ em. Em không có lời nào để nói ngoài vợ em được hết. Hay là đôi khi cũng có cạm bẫy đúng không em ha? Dạ đúng rồi, cạm bẫy. Trai. Rồi, chào bác tài nữ. Dạ em xin chào khán giả ở khán phòng, chào anh Quyền Linh, chào đội chơi. Em tên là Trần Thi Phượng, em 38 tuổi, em là người thành phố Hồ Chí Minh. Em chạy xe ôm công nghệ được khoảng 1 năm. Con em thì được 7-8 tuổi. Cho nên cái công việc này của em là theo con em. Có nghĩa là con em đi học thì em sẽ chạy, còn con em nghỉ thì em sẽ ở nhà. Tức là vừa chạy vừa lo cho con. Dạ. Ông xã đâu? Dạ ông xã cũng làm, tại vì mỗi tụi em cũng không có được đầy đủ, cho nên hai người cùng làm để lo cho con. Nhưng mà chạy sao mà hôm đây cũng bự quá, hôm đây ốm quá vậy? Không, tại cái vết người em nói vậy, ăn giờ ăn nhiều, em ăn nhiều lắm mà em cũng không có mập nữa. Nữ mà cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em như thấy bác Tài hơi ốm đó. Dạ. Chạy ban đêm hay ban ngày? Dạ em chạy 7 giờ sáng, khoảng đến 3 giờ là em không chạy nữa. Là về nghỉ ngơi ha. Về em đón con em rồi em chạy. Mình có nghĩ là mình chạy xe ôm hoài luôn không? Dạ không, em cũng đang muốn chuyển hướng làm tại nhà và đang cố gắng kiếm con đường đi khác. Tại vì cái này nó đúng ra thì mình có con nhỏ, mình phải kiếm thêm thu nhập. Nói chung cho thoải mái hơn chút, tại vì đời sống bây giờ một đứa nhỏ thì học cũng khá nhiều tiền. Đúng rồi, cũng khó ha. Giờ đẻ thêm đứa là mệt nữa đó. Dạ em không dám. Rồi, chúc may mắn thành công. Chào bác Tài Nam. Em chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đức Trung, em 40 tuổi, em là tài xế xe ôm công nghệ. Em đến từ quận 6. Ở quận 6 từ xưa giờ luôn hả? Dạ không, em ở đó 8 năm. 8 năm rồi? Dạ. Trước đó ở đâu? Trước em ở ngoài Bắc. Rồi ở quê ngoài kia còn ai không? Ở ngoài quê thì anh em, bà con, ba mẹ ở ngoài quê hết. Rồi nếu như bây giờ mình có tiền nhiều quá, mình có muốn về ngoài đó mưu sinh không? Nếu mà mình có, em có tiền em muốn về thường xuyên luôn. Anh mong muốn điều gì cho cánh bác tài xe ôm? Mong muốn cánh bác tài thường xuyên đông khách để chạy mà lúc nào cũng giữ an toàn cho bản thân mình và cho khách. Rồi, cảm ơn các bác tài. Chúng ta vừa giao lưu với hai đội về hoàn cảnh và công việc của họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi tài năng. Mỗi đội sẽ đưa ra một tiết mục thể hiện đại diện cho đội và khán giả ở dưới sẽ là người bấm đèn xem đội nào có nhiều đèn nhất. Phần thi đầu tiên thuộc về đội liên kết. Xin mời. Hay quá vậy ta. Bác Tài biểu diễn như là ca sĩ luôn vậy, rất tự tin luôn á. Một tràng pháo tay nữa cho bác Tài đội liên kết. Dạ xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Còn bây giờ thì chúng ta đến phần biểu diễn của đội thần thái. Yeah.
một bên là văn hóa văn nghệ, một bên là thể dục thể thao. Quá dữ luôn. Bác Tài bây giờ giỏi quá. Bây giờ để xem khán giả sẽ cho đèn xanh hay đèn đỏ đây. Đội thần thái là đèn xanh, đội liên kết là đèn đỏ. Khán giả nào thấy đội nào hay cứ bấm đèn cho đội đó. Chuẩn bị 30 giây bắt đầu. 8 đỏ, 7 xanh, chúc mừng. Và bây giờ thì sao quý vị? Và bây giờ thì rất quen thuộc là gì? Nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Xin Chào Bác Tài. Chúng ta đang đến với phần 2. Phần 2, chúng tôi sẽ có những tiểu phẩm đưa ra những tình huống nó liên quan đến đời sống hàng ngày của các bác tài, để xem các bác tài sẽ giải quyết cho tình huống nó như thế nào. Tình huống đầu tiên, bắt đầu. Rồi, em sắp tới rồi. Rồi. Anh, cơm em phải đây không? Địa chỉ này phải đây không? Đúng rồi. À, cảm ơn anh nha. Chị ơi, hình như em đang đứng dưới chung cư chị rồi đó. Giao hàng tới. Rồi, em lên chung cư đi anh. Rồi, em chị xuống nha, chị xuống dưới chung cư nha. Em ra em bưng hàng vô rồi xuống nhận liền em. Dạ. Rồi, biết rồi. Cô ơi, cháy nhà ơi. Trời đất ơi, cháy rồi. Alo. Cứu người. Cháy rồi, anh ơi, cháy rồi. Lên chung cư giùm tôi. Cháy nhà chị hả? Rồi. Alo. Người đây nè, cứu người đi. Ý không được. Còn cái xe, còn cái thùng hàng. Ý không được. Giờ cháy không đây. Trời đất ơi là trời. Cứu người. Trời ơi, đi giao hàng mà bây giờ nhà nó bị cháy rồi sao đây? Đây là tình huống chắc chắn bác tài lâu lâu cũng sẽ bị. À, thí dụ như mình chở người khách tới nơi mới chuẩn bị giao hàng, có cháy có gì đó. Vậy thì trong trường hợp này, vừa cái xe mình để ngoài không ai lo, vừa phải cứu người ở trên kia, vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Mời đội thần thái. Nếu như em là em sẽ gọi 114 trước, rồi em sẽ hỗ trợ cứu cái gì có thể giúp đỡ trong lúc mà em đứng ở ngoài, hô hào những cái người xung quanh và lấy những cái bình chữa cháy. Nhưng mà mình có quan tâm vụ xe mình lo vụ kia xe mình mất sao? Dạ em nghĩ đến lúc mà quả quạng mình cứu người là chuyện trước tiên. Rồi. Đó là phần của đội thần thái, đội liên kết sao? Trong tình huống này nếu là như em xử lý thì em sẽ khóa xe mình cẩn thận, lên hỗ trợ cứu người trên đám cháy. Bên đây báo 114 xong rồi la lên kêu mọi người cứu, xe mất cũng sao, mình lo cứu người trước. Bên đây khóa xe cẩn thận xong rồi chạy lên cứu, không gọi 114. Đó là ý kiến của hai đội. Khán giả sẽ là người kiểm định xem mình nên cho đèn đỏ hay đèn xanh hai đội. Bên đây đội thần thái đèn xanh, bên đây đèn đỏ, bắt đầu. 13 đèn xanh, 2 đèn đỏ. Đúng rồi, chúc mừng đội thần thái nha. Chúng ta sẽ tiếp tục tình huống thứ hai. Hên cho chị là cái này là cháy nhỏ, nó xén, nó cháy xém chút xíu ở phía ngoài hành lang à, khói nghi ngút rồi chứ không có sao hết. Trời ơi, tôi cảm ơn ba Tài nha. Chứ bây giờ mà trễ cái nữa là tôi không biết làm sao luôn á. Sợ quá, hoảng loạn quá, không biết làm gì hết trơn á. Không sao đâu, cũng nhờ bà con ở đây nhào vô dập lửa. Thôi, cái hàng mà tôi giao cho cô á, đợi xíu nha. Ơi. Trời đất ơi, hên dễ sợ luôn á. Bác ơi. Cái gì vậy? Không, tôi biết là chuyện có gì đâu. Tôi chưa kịp hỏi là làm sao mà biết chơi cứu tôi vậy nè, hay dữ vậy. Hả? Trả lời tôi đi, làm sao vậy? Cái thùng đồ mà tôi giao cho cô. Để lên trên xe. Cái xe của Nguyên. Thùng đồ mất tiêu rồi. Trời đất ơi.
mới vừa chạy lên anh cứu tôi xuống rồi làm sao mà cái thùng đồ mất được. Không tin ra coi đi. Cái vấn đề là xe của anh giờ tôi biết thì sao đâu, đồ đạc là giờ nè, anh là người giao hàng, tôi là người nhận hàng, mà giờ tôi chưa nhận được hàng mà anh nói mất là làm sao? Trời ơi, cô làm gì cô lên làng với tôi vậy? Không, tại vì tôi vô tôi cứu cô. Cho nên là tôi mới để hàng ở ngoài đó. Xe tôi còn không sợ mất nữa, bây giờ mất cái thùng hàng của cô thôi, cô làm gì lớn chuyện vậy? Không anh ơi, bây giờ cái thùng hàng đó là người ta gửi cho tôi, cái đó là còn hơn cái mạng tôi nữa. Bây giờ mà mất á, tôi nói thiệt á, anh bán hết gia tài của anh không có đền được cái thùng hàng đó đâu. Ơi cô nói chuyện đàng hoàng nha, tôi không ngại nguy hiểm, tôi vô tôi cứu cô cho đã. Thì tôi cảm ơn anh rồi. Rồi bây giờ mất cái thùng hàng thì thôi đi, mất gì mà cô la làng luôn, cô đổ thừa tôi. Trời ơi anh nói thì thôi là sao mà được, giờ tôi nói thiệt anh luôn á, đường không đường anh phải đền cho tôi đó. Cái gì? Cảm ơn các nghệ sĩ, tình huống thú vị nha. Cái này cũng thú vị à. Vậy hỏi sao trời, tự nhiên mình cứu người ta, mạng mình còn không lo, xe mình không sợ mất, mình lên cứu xong người ta đòi cái thùng hàng, ức chứ. Vậy thì trong trường hợp này, bác Tài phải làm sao? Bên này rồi. Nếu như mà cái người khách đó mà không có tình người thì em cũng chấp nhận đền. Như là bên cạnh đó thì nếu mà cái thùng hàng này được bút từ cái app của công ty thì mình sẽ báo về app cho công ty giải quyết. Tại vì trong đó có bảo hiểm của công ty lo cái vụ cái thùng hàng này. Còn nếu công ty không lo luôn thì sao? Dạ em chấp nhận đền. Tại vì em sống, em tình người, em dám bỏ xe luôn. Nếu mà trong tình huống nó mất chiếc xe luôn em cũng chịu nữa. Nhưng mà cái chị đó, cái chị mà chủ hàng mà chị không chịu thì em chấp nhận về nhà mượn tiền hay là bán đồ gì đền cho chị. Trời ơi. Dạ. Bắt tay anh cái coi. Tài xế tình cảm quá. Bà này bắt mát thiệt. Ta đã cứu mình mà bắt ta đền thùng hàng. Mình có bổ sung gì không? Dạ bên em có bổ sung là khi cái tình huống mà nãy là rất là nguy cấp. Thì thật sự luôn là ông bà xưa ta nói có câu nói là cứu lửa. Thế thân đã là thế nào mà vì nghĩ thùng hàng. Em sẽ chọn phương cách đàm phán. Chắc chắn em sẽ đàm phán đến mức độ em đền. Em chẳng chẳng đền như bên kia, nhưng mà em sẽ đàm phán đến mức độ tối thiểu thấp nhất để mà được cái hai đôi tình người. Tại vì cũng phải nói là nếu mà không có tôi phút giây ấy lên cứu chị ở trên lầu đó thì chắc chắn chị sẽ mất mạng. Và hàng với mạng, có thể là hàng có thể chị mua lại được, tôi cũng có thể đền chị mua được, nhưng chắc chắn một điều là tính mạng của chị không nhìn thấy cục hàng lần sau đâu, hoặc là món đền đâu. Thì em rất mong muốn là cái tình thương mình ái có nhau. Tình người, dạ. Thì cái tình người bà kia cũng dành cho mình khác đúng không? Dạ. Rồi đàm phán. Đó là ý kiến của hai đội đưa ra. Vấn đề khán giả sẽ chọn ý kiến nào? Chúng ta có 30 giây bấm đèn bắt đầu. 7 đèn đỏ, 8 đèn xanh. Rồi, chúc mừng hai đội. Chúng ta còn tình huống cuối cùng để xem tình huống đó như thế nào. Trời ơi, thôi bây giờ cô đừng có nói nữa. Bây giờ vậy nè, để tôi đi ra ngoài coi bà con xung quanh có ai lụm được thì giữ giùm không? Cô làm dữ quá hả? Không làm dữ sao được, tôi nói là... Cô đứng đây cô đợi chút xíu đi. Cái đồ nó quan trọng chứ. Đi nữa. Đi đâu chứ? Nãy giờ tôi đứng ở bên ngoài á, tôi quan sát thấy hết rồi. Nè anh bạn. Ý. Cái này là nè, cái thùng hàng của cô nè. Nói nghe nè. Hồi nãy giờ cái bà bên kia chửi anh dữ lắm không? Chửi không còn cái gì luôn. Bởi vậy tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh. Anh là bạn tôi mà. Trong khi tôi đang cứu, tôi mới vừa cứu anh xong. Tại sao mình lại có thể chấp nhận mình chửi một cái người vừa cứu mình xong? Thì bởi tôi sẽ lấy lại công bằng. Đứng hoàng bình. Anh này nè, cái thùng nè, tên tôi đây nè. À Nguyễn Thị Hồng Đào là chị hả? Dạ chị nè. Rồi cái này của tôi nè. Chị có thể là chủ nhân của cái thùng hàng này. Thì đúng rồi, của tôi. Chị công nhận với tôi một điều là chị là chủ nhân cái thùng hàng này. Thì tên tôi đây nè. Rõ ràng ở trong thùng hàng này có cái gì? Thì là hóa đơn, chứng từ, toàn bộ là chứng từ gốc hết. Tôi đem về để tôi làm hồ sơ. Như vậy có nghĩa là nó vô cùng giá trị với chị. Trời ơi, nó hơn cái mạng tôi nữa. Nếu như mất là sao? Trời ơi, tôi không có tưởng tượng được. Nếu như điều gì thì mất, trời ơi, thôi tôi chết đi cho rồi á. Như vậy có nghĩa là anh ơi, anh có thể làm chứng cho tôi biết rằng một điều là hồi nãy anh không ngại gian khổ, anh bước vào trong biển lửa để anh cứu chị này đúng không? Đúng nè, có bà con xung quanh đây ai cũng thấy. Bà con xung quanh ai cũng thấy rằng người bạn thân này của tôi đã nhào vào biển lửa để cứu chị. Cũng chính vì vậy mà anh bạn thân này đã bỏ quên lại cái thùng hàng này ngoài xe. Và cái người đã có một cái người nào đó rất là bí ẩn, người ta đã len lén lấy đi cái thùng hàng này. Bởi vậy mới mất cái thùng hàng. Đúng rồi, bởi vậy mới mất cái thùng hàng này để chị mới chửi vào mặt anh. Đúng không? Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà chị phải đồng ý với tôi một điều là nếu như anh này không xuất hiện thì chắc chắn chị sẽ không thể nào gặp lại cái thùng hàng này. Đồng ý không? Ờ. Đúng, chính xác. Cũng chính như vậy,
anh trai này, bạn thân của tôi, chính là siêu anh hùng đã cứu địa ẩn cho chị. Chị tại sao chị lại có thể chửi mặt của anh? Như vậy có nghĩa là nếu như mà chị muốn đòi lại cái thùng hàng này thì chị phải đưa tôi 5 triệu 060 ngàn tiền chuộc. Trời đất ơi, cái gì mà nãy người ta 5 triệu lớn lắm đó. Hồi nãy nhớ bà chửi anh dữ lắm không? Dữ đó, 5 triệu là cái sĩ diện của mình. Thôi gỡ lại, bà chửi cỡ đó cỡ 3 triệu được rồi. Ok, 3 triệu 060 ngàn là cái giá phải trả cho cái thùng hàng này. Nếu chị mong muốn lấy lại nó, chị phải trả 3 triệu 060 ngàn, chốt giá. Nè, nãy giờ bà con ở đây nè, người ta cũng biết là tôi có cảm ơn ảnh rồi nha. Ừ, là thiệt, nếu không có ảnh á là tôi không có biết là tôi sẽ bị tai nạn gì. Thì bây giờ ảnh làm mất thùng hàng của tôi chấp nhận thanh toán cái số tiền á mà người ta báo cho tôi là tiền nhận hàng là 60 ngàn, đúng không? Tôi bo cho ảnh luôn. Đúng, tôi hiểu ý của chị. Cái thùng hàng này là của chị. Đúng rồi, nhưng mà tôi là người giữ nó. Và nếu như không có tôi xuất hiện, không có anh bạn này vô cứu mạng chị, chắc chắn chị sẽ không bao giờ gặp lại cái thùng hàng này. Cho nên chốt giá 3 triệu 060 ngàn. Giờ cuối mà con ơi, 3 triệu 060 ngàn. Giờ cuối cùng hai người dàn cảnh âm mưu lừa tiền tôi, đúng không? Nè, chị nói cho đàng hoàng nha, tự trọng à. Dàn cảnh cái gì? Không lẽ tụi tôi dàn cảnh được cái chuyện cả chung cư chị bị cháy? Cái này là tôi cứu mạng chị. Đúng. Còn anh bạn này giúp chị cứu cái thùng hàng này và cả lấy lại công bằng cho bạn của tôi. Cả hai đều là người ơn của chị đó. Đúng, chính xác. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là hai người đang lừa đảo tôi. Trả cái thùng hàng không cho tôi. Không có trả cái thùng này trả của tôi mà. Trả bây giờ không tôi. Có tôi thì làm sao có cái thùng hàng này. Tôi nhận trách nhiệm giao thùng hàng này. Để tôi quyết định. Căng nha, dù này căng đó. Vậy thì bác Tài sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp này? Hết. Mời đội thần thái. Theo tôi thì tình huống này tôi sẽ gọi người bạn của mình ra ngoài để nói chuyện, với người bạn và thông cảm cho bà ta. Thông cảm cho bà vì cái tính của bà ta như vậy rồi. Thì mình đi giao hàng thì mình không được phép đòi hỏi khách. Khách cho mình bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu thôi. Không có... thì khách mà phản hồi về công ty thì mình sẽ bị khóa tài khoản hay là cảnh cáo gì đó. Nên là mình nói chuyện với lại với người bạn của mình rồi đem thùng hàng cho bà ta. Và bà ta đưa mình cái số tiền trong app mình đi giao đó. Còn bà ta cho bao nhiêu thì mình lấy, cảm ơn, mình lấy bao nhiêu. Rồi, okay. Cách giải quyết của anh ha. Còn đội liên kết mình giải quyết cách nào? Cái tình huống này thì mình chỉ lấy đủ số tiền của mình. Và nói là nếu mà không có tôi thì chắc chị cũng không có thấy thùng hàng này đâu. Với lại nếu mà không có tôi thì cái chị cũng không có mà để mà đưa tiền cho tôi mấy triệu đó. Cho nên là thôi tôi lấy đủ cái số tiền 60 ngàn mà chị đã đặt trên app. Vậy thôi. Khán giả cảm nghĩ thế nào về hai đội? Cảm nghĩ sao mình cho đèn như vậy? 30 giây bắt đầu. 8 đèn đỏ, 7 đèn xanh. Như vậy là ta đã trải qua 3 tình huống. Nói chung là mỗi người có cách giải quyết tình huống. Giải quyết tình huống làm sao cho nó êm đẹp, cho nó nhẹ nhàng, để thuận cả hai thôi. Nếu mình ép người khác quá thì cũng không được ha. Đó là mỗi cách mà chúng tôi luôn luôn giải quyết trong mỗi tình huống quý vị. Còn quý vị, các bạn tàng khác thì giải quyết như thế nào thì tùy mỗi người nha. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết số đèn của hai đội. 35 đèn xanh tương đương với 3 triệu 500 ngàn đồng. 25 đèn đỏ tương đương với 2 triệu 500 ngàn đồng. Chúc mừng hai đội. Chúng ta đã có một cuộc vui cũng rất vui, tìm hiểu về những cái cách đối xử như thế nào trong những tình huống xảy ra và cũng có biểu diễn tài năng rồi. Bây giờ chúng ta phải tạm chia tay một đội có số đèn thấp hơn, đó là đội liên kết. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình, còn bây giờ thì tạm nghỉ giấy lao vài phút quý vị nhé. Xin chào. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 Xin chào bác Tài. Bây giờ sẽ là phần hỏi nhanh đáp nhanh. Thành viên nào trả lời đúng ta sẽ nhận phần quà riêng cho thành viên đó. Đầu tiên sẽ là nước giặt Yana, kế tiếp là dầu nhớt Razer và cuối cùng là bộ nồi xanh hao. Ai trả lời đúng nhận phần quà đó. Trong những lúc buồn thì bác Tài hay làm gì? Em hay vào mạng đọc báo. Đọc báo hả? Thích đọc về thể loại gì? Về tin nóng, tin mới. Tin nóng và mới hả? Có thích đọc chuyện tình cảm không? Không. Không thích hả? Những lúc nào mình vui thì mình làm gì? Vui thì mình rảnh rỗi thì mình chở vợ con đi dạo chơi. Chở vợ con đi dạo, có lấy tiền không? Chở miễn phí. Chở miễn phí còn đưa lại nữa. Chào bác tài nữ.
Mình làm việc suốt ngày như vậy, những lúc căng thẳng thì mình thường chia sẻ với ai? Em thì cũng có thói quen hơi xấu là khi mà em buồn hay gì á thì em sẽ coi những cái gì mà nó hơi buồn tí nữa, tại vì mình sẽ nghĩ rằng mình cuộc sống của mình tốt hơn nhiều người. Em hay đi giải trí bằng hình thức nào? Em thường chỉ có coi phim thôi à. Phim mà hả? Thể loại hơi tình cảm, cũng hơi có trinh thám một tí. Tình cảm trinh thám luôn hả? Có hay coi ca nhạc không? Dạ cũng ít lắm. Ít hả? Thường thì có phim nhà không? Dạ, có bao giờ vợ chồng con cái dẫn nhau vô rạp xem phim chưa? Dạ không, thường thì cuối tuần á là vợ chồng con cái dẫn nhau đi công viên. Đi đâu? Công viên. Công viên hả? Công viên làm gì ngoài đó? Cho con em chơi cầu tuột. Nó chơi thôi đó hả? Rồi hai chồng nắm tay vào công viên hâm nóng tình yêu. Không, ngồi coi nó chơi, đó là hạnh phúc của em. À, ngồi coi con chơi thôi hả? Dạ. Rồi, còn bạn trai, những lúc rảnh rỗi thì Bác Tài thường làm gì? Như em thì những lúc rảnh rỗi thì em có một nỗi niềm đam mê là về cơ khí. Em hay lôi những chiếc xe của em ra và em tân trang nó, em suy tư. Suy tư hả? Dạ, suy tư là phải gắn cái gì hay là chơi món gì hoặc là gắn chống trộm, đại loại là những cái đó đó. Thì về xe em... Bây giờ mở ra gắn vô nó dư món hay thiếu món không? Dạ cũng có chứ, là mình thấy mình sai sai chỗ nào đó. Dạ, lại sai sai chỗ nào đó thì phải mở ra gắn lại. Dạ. Em thích điều gì nhất trong cuộc sống? Trong cuộc sống này thì em thích về biển, về những gì mà ước vọng mình chưa có được. Thật sự luôn là đối với lại những người anh em công nghệ như em và tất cả mọi người đồng nghiệp của em hiện tại đang chạy ở trong đất Sài Gòn này, thì thật sự luôn là em thấy là ai cũng ước mơ một ngày kiếm được con khô hai lon gạo. Dạ, nhỏ bé thôi. Dạ. Có những cái cuộc tranh cãi giữa Bác Tài xe ôm truyền thống và Bác Tài xe ôm công nghệ thì em nói điều gì nếu em là người đứng giữa? Dạ, nếu em là người đứng giữa thì Bác Tài truyền thống là xưa nay đó là nghề nghiệp của người ta rồi, còn như em là em làm theo thời gian thì em mong muốn là mình tôn trọng họ, họ sẽ tôn trọng mình. Dạ, mình kính ta một thước, ta sẽ kính mình một trượng. Đó là ông bà nói như thế. Dạ. Một tràng pháo tay cho ba thành viên của đội Thần Thái. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu hỏi nhanh đáp nhanh. Chuẩn bị, tinh thần vững vàng chưa? Có rung không? Rung cỡ nào? Hồi hộp tim đập thình thình. Thình thịch hả? Có bao giờ rung như vậy chưa? Có. Có hả? Những lúc nào rung? Lúc mới quen bạn gái, cầm tay bạn gái. Nhớ tên bạn gái là gì không? Có. Tên gì? Tên bạn gái là gì? Bạn gái là An. Bạn gái là gì? An. An hả? Vợ tên là gì? Vợ em tên là An luôn. Chuẩn bị, nghe cho kỹ. Bạn có 3 chiếc que, làm sao để làm ra 4 mà không cần bẻ gãy chúng? Xếp lại thành số 4. Xác, xếp lại. Xếp lại ra số 4. Thông minh. Vậy là đâu có rung đâu. Tiếp tục nha. Tại sao một người đàn ông hơn 100 tuổi vài tháng nhưng chỉ có 25 lần được tổ chức sinh nhật? 3, 2. Chắc là 4 năm tổ chức một lần. Không phải, vì ông ấy sinh ngày 29 tháng 2. Tiếp tục. Cả ngày bạn chạy xe ôm tổng cộng được 250.000 đồng, ăn hết 25.000, uống thêm ly nước mía 7.000, về đưa cho vợ 80.000, hỏi bạn còn bao nhiêu? Bao nhiêu? 13.000. Chật lất, 138.000. Rồi, không được quà rồi. Mời bạn Bác Tài nữ kế bên. Chuẩn bị nha. Cái gì vừa bằng cái chảo nhưng không bao giờ có thể đặt được bên trong cái chảo đó? Cái đó là cái rế bên ngoài của cái nồi ấy. Như vậy là không đúng, bởi vì cái bằng cái chảo là cái nắp, còn cái rế có thể bự hơn cái chảo. Nó bằng cái chảo nhưng nó không bỏ vào trong được, nó để ngoài. Ha. Tiếp theo. 3 người bác sĩ nói rằng Nam là em trai của họ, nhưng Nam lại nói rằng mình không có anh em. Theo bạn tại sao như vậy? Em nghĩ là 3 của bác sĩ nói thì sẽ không chính xác. Không phải, 3 người bác sĩ ấy đều là chị gái của Nam. Tiếp tục. Tại sao người được yêu cầu nhảy qua một cây chổi đặt trên sàn, nhưng người đó lại không có cách nào nhảy qua cây chổi đó được? Cái đó, cái chổi dựng ngay tường. Chính xác. Như vậy thì cũng không nhận được quà bởi trả lời không hết 3 câu. Còn Bác Tài cuối cùng. Dạ. Nhanh nè nha. Không, chậm nữa anh. Dạ, em yếu lắm. Dạ, em yếu não. Dạ, nhanh nè nha. Dạ, em yếu não. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu.
ai cao khi trẻ và thấp khi già? 5, 4, 3. Con người anh. Con người ai về già cũng thấp đi. Chính xác. Hay đó. Dạ, okay. Tiếp tục. Bạn không thể giữ một thứ đến khi bạn trao nó đi. Đó là gì? Đó là gì? Nụ hôn. Không phải. Đó là lời hứa. Lời hứa. Hứa yêu người ta đó. À, mình hứa. Hứa yêu người ta. Tiếp tục. Sáng đi làm, bạn đem theo 180 ngàn. Giữa đường bị bể bánh, xe phải đi vá hết 25 ngàn. Sau đó nhận một chuyến xe có giá 55 ngàn và được bo thêm 10 ngàn. Vậy bây giờ bạn đang có bao nhiêu? 101 anh. Không phải, 220 ngàn. Như vậy là cả ba bạn hôm nay không ai nhận được quà cả. Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn một phần rất đặc biệt. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng đặc biệt may mắn dành cho một trong sáu bác tài ở đây thưa quý vị. Với vòng thi này là giải thưởng cá nhân, ai may mắn sẽ nhận được một chiếc xe máy của tập đoàn Mai Linh trị giá 18 triệu đồng. Tôi xin nhắc lại, đây là giải thưởng cá nhân, ai may mắn được nhận, người đó được hưởng nha. Và nhiệm vụ các bạn như sau, mỗi người đang có một quả bóng, chúng ta bỏ vào đây. Bóng bỏ vào ô xanh, chúng ta được quyền ưu tiên số 1. Bạn nào vào ô xanh thứ 2, ưu tiên số 2. Bạn nào vào ô vàng, ưu tiên số 3. Bạn nào vào ô đỏ, ưu tiên số 4. Bạn nào vào ô trắng, coi như không có cơ hội nhận chiếc xe máy. Rõ ràng như vậy nha. Sau đó, chúng ta sẽ, người nào được ưu tiên rồi, chúng ta sẽ xem một đoạn video clip. Chúng tôi chỉ chiếu một nửa đoạn thôi. Và các bạn có nhiệm vụ đoán nửa phần sau. Nếu đúng, các bạn sẽ nhận nguyên chiếc xe. Hiểu chưa, các bác tài? Một tràng pháo tay chúc hai bạn. Mời đội thần thái bỏ vào nào. Ô đỏ. Ô vàng. Đỏ. Đỏ luôn. Đỏ, ưu tiên 3. Đỏ, ưu tiên 4. Nghĩa là vàng hiện nay đang ngon nha. Xanh không? Và bây giờ chúng ta bắt đầu xem đoạn video clip. Xin mời. Một loạt người bỏ rồi rác vào thùng, nhưng anh cuối cùng uống xong rồi, anh làm gì tiếp theo? Dạ, anh đó uống xong rồi, anh đó cầm cái ly đi luôn. Cầm cái ly đi luôn. Ưu tiên 2. Em đoán là anh đó sẽ bỏ vô cái thùng màu vàng. Bỏ cái thùng, thùng nào? Thùng màu vàng. Thùng màu vàng. Thì em chọn cái phương án là anh ấy sẽ rút hết nước trong cái ống và sẽ bỏ xuống. Xuống đâu? Sẽ bỏ ra ngoài, chứ không có bỏ thùng rác. Bỏ ra ngoài. Dạ, rồi. Bỏ ra ngoài. Dạ. Anh ấy bỏ ra ngoài. Tiếp tục. Theo em đoán thì anh ấy không bỏ. Lúc đó anh đó uống nhưng mà anh tính bỏ nhưng mà lại không bỏ. Anh lại đi, đi xong anh lại quay lại bỏ lại. À, tức là có động tác đi, xong quay lại bỏ. Dạ. À, cũng là một kết quả. Tiếp tục. À, theo em nghĩ thì ảnh sẽ bỏ vào thùng rác màu đỏ. Bỏ thùng rác màu đỏ. Dạ. Không, nó có thùng màu đỏ, màu vàng, màu cam gì đó. À, theo em thì anh này anh hút xong rồi anh bỏ vô cái thùng màu xanh rồi anh đi. Bỏ thùng màu xanh. Dạ. Rồi anh đi.
Rồi để xem nha, coi ai đúng nha, quý vị làm chứng nha. Bắt đầu. Rất hồi hộp, chiếc xe máy sẽ thuộc về thành viên nào của hai đội đây? Anh ấy sẽ làm gì? Trời ơi, anh bỏ đi, anh xách đi luôn, hay là anh bỏ vô thùng cam, thùng màu xanh hay thùng màu đỏ, hay là anh liễn ra ngoài? Đi à! Chúc mừng người nhỏ nhất mà thắng cuộc. Nào, sao? Tại sao chị lại đoán là ảnh cầm nó đi luôn? Dạ, tại vì trong cái ly ảnh còn nước, cho nên ảnh cầm đi, ảnh uống tiếp. À, tại sao chị biết còn nước? Em thấy cái ly còn đầy. Ủa, thấy ly còn đầy luôn hả? Trời ơi, nhìn kỹ dễ sợ luôn. Rồi, chúc mừng cho bác tài nữ nhỏ con nhất, nhưng mà nhận được chiếc xe trị giá 18 triệu đồng. Đây, một chiếc xe tượng trưng thôi. Bác Tài sẽ nhận được chiếc xe trị giá 18 triệu đồng nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho bác Tài. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình. Xin chào bác Tài. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.